Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh Si Review. Hôm nay thì mình đang có một cái sản phẩm ở đây được đựng trong một cái hộp trắng như thế này. Thì đây chính là một cái ổ cắm ngắt điện tự động, đó, bật tắt tự động luôn, có chức năng hẹn giờ bật tắt ấy. Thì bây giờ mình sẽ khui hộp ra cho mọi người cùng xem nhé. Thì bao quát hộp các bạn có thể thấy là hộp được thiết kế rất đơn giản này, không in gì, in một cái hình mô phỏng và cái ổ cắm này, các bạn có thể thấy này. Đó, thì giờ mình sẽ bỏ ra cho mọi người cùng xem nhé. Và đây chính là cái ổ cắm mà mình muốn nói đến. Đó, thì nó bao quát cho các bạn xem này. Ở đây thì nó có một cái đạn xốp để bảo vệ cái chân cắm này. Chân này sẽ cắm trực tiếp vào ổ điện nhé các bạn. Đó, hai cái xốp này mình sẽ bỏ ra bên. Ok, thì đằng sau này các bạn có thể nhìn thấy này. Đó, thì nó có... có tức là nó ghi thông số là 220V đến 240V. Đó. Mắc 2300W này. Ok. Thì đó là một cái tem đằng sau này, còn mặt trước các bạn có thể nhìn thấy đây. Đó, thì bên trong hộp thì đi kèm với một cái menu. Đây các bạn, menu thì in toàn bộ bằng tiếng Anh thôi. Bạn nào thì hiểu tiếng Anh thì có thể đọc, còn mình thì không hiểu tiếng Anh, không biết tiếng Anh nên chịu thôi. Đó là menu mà mình bỏ ra bên. Ok, giờ thì mình sẽ bao quát cho mọi người xem về cái chiếc ổ cắm này và những cái công dụng của nó khi mà các bạn mua cái ổ cắm này về dùng. Thì bây giờ các bạn có thể nhìn thấy ở trên cái phần này của phần ổ cắm này thì nó có các nút, chẳng hạn nút Power này, nút Width này, Power này và nút Min này, Max à. Ở dưới này thì có một cái On Off nha các bạn. Đây, nút On Off này, Clock này và nút Reset. Ở cạnh đây, ở cạnh cái nhỏ nhỏ này các bạn. Không biết các bạn có nhìn thấy không? Thì nó có một cái nút nhỏ nhỏ chìm ở bên dưới. Thì nút này chính là nút Reset toàn bộ luôn đấy các bạn. Đó thì... bây giờ thì mình sẽ quay cận cảnh và mình sẽ hướng dẫn cho mọi người về cái cách sử dụng về cái chiếc ổ cắm này, ổ cắm ngắt điện tự động này. Thì cái ổ cắm này nó phục vụ cho những nhu cầu như các bạn nào mà nhà mà có vườn lan muốn tưới lan tự động ấy, thì các bạn có thể cài đặt cái giờ tắt giờ bật lên. Nó có thể cài được mấy khung, rất nhiều khung giờ tắt giờ bật, đến cái giờ tắt nó sẽ tắt mà đến giờ bật nó sẽ bật. Thì mình muốn mua cái này thì mình sẽ sử dụng cho cái mục đích là bơm nước lên tét nước nhà mình ấy. Thì mỗi ngày mình sẽ cài đặt vào khoảng bao nhiêu phút là nó sẽ bật, trong cái lúc mà có người ở nhà thì nó sẽ không có người ở nhà thì nó sẽ bật lên để nó bơm. Nó hoặc là bạn nào mà dùng điện thoại mà không muốn để cái điện thoại mình nó bị chai pin ấy, thì các bạn cũng nên mua một cái như này để mà mình khi cắm sạc ấy, cắm sạc mà nhiều bạn có thói quen, kể cả mình cắm sạc mà qua đêm luôn và đến sau pin đầy mới rút ấy, thì thực ra nếu mà bây giờ mới cái một cái củ sạc điện thoại mà nó nhiều nó watt cao, nó có thể sạc trong vòng khoảng 1 tiếng đã đầy rồi, mà các bạn ngủ qua đêm ấy, nếu mà bạn nào sạc điện thoại là nó sạc cả đêm luôn, đâm là dẫn đến chai pin, thì các bạn dùng cái này cũng được. Ok, giờ thì mình sẽ quay chi tiết cái này và hướng dẫn các bạn cái cách cài đặt cái chiếc ổ cắm này. Ok các bạn, thì ở đây mình đang cầm trên tay là cái ổ cắm ngắt điện tự động. Đấy, bật tắt tự động, và mình đã chuẩn bị một cái ổ cắm điện có sẵn dòng điện ở trong này rồi. Và một cái chiếc máy sấy của mình. Thì cái máy sấy này thì mình sẽ để lát nữa mình dùng, sau khi mình hướng dẫn các bạn cài đặt giờ và cái giờ bật tắt trên cái chiếc ổ cắm tự động này, thì mình sẽ dùng cái máy sấy này để mình test. Thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào cái bước đầu là các bạn sẽ thấy này, ở đây là nó trên cái ổ cắm này nó có hiển thị một cái màn hình này và các nút, với các nút tùy chỉnh ở đây thì có nút Prog này, nút Width này, Power, Min này, On, Auto, Off này, Clock này và Reset. Cạnh cái nút Reset này nó có một cái nút chìm nữa, nút nhỏ chìm này. Nút này đó chính là nút Reset toàn bộ nha các bạn. Thì bây giờ để mà cài đặt cái giờ On, Off
trên giờ bật tắt trên cái ổ cắm này thì các bạn phải cài đặt cái giờ chuẩn theo giờ thực ở bên ngoài như theo đồng hồ của mình này. Đó, đây, bây giờ đồng hồ của mình đang là 12 giờ 34 nha các bạn. Thì các bạn phải cài đặt cái giờ đúng cái giờ trên ổ cắm này nó khớp với cái giờ thực tế này nhá. Thì bây giờ các bạn hãy nhìn vào đây, nó có nút wake này là chính là cái nút chỉnh thứ nhá các bạn. Nút hour này là nút chỉnh giờ và nút min này nút chỉnh phút. Bây giờ các bạn muốn cài cái giờ khớp với thực tế, các bạn sẽ ấn vào nút clock này. Nhấn vào giữ, sau đó các bạn nhấn nút wake. Đó, thì hôm nay đang là thứ bảy, mình sẽ để là SA này, SA này. Đó, sau đó mình nhả ra hoặc là vẫn giữ nguyên được nhé. Giữ cái riêng cái nút clock này phải giữ nguyên được hoặc là nhấn giữ nhé. Đó, sau đó thì mình sẽ nhấn giữ và ấn sang nút hour này. Đây. Đó, để chỉnh giờ. Thì bây giờ nó đang là 12 giờ 35. Mình sẽ thành 12 giờ. Rồi, mình sẽ chỉnh luôn thành 12 giờ 37 đi. Vì cái giờ trên này không quan trọng các bạn ạ. Đấy, 12 giờ 36 quên mất. Rồi mình lại nhấn tiếp nút lock và ấn sang nút min này. Đó, nhấn nhấn giữ được thì số nó vẫn cứ tự động nhảy nhá các bạn. Nó mình sẽ cài lên thành 12 giờ 36. Ok, sau khi mà các bạn cài được xong cái giờ giờ thực tế này rồi, trên với cái chiếc khớp với cái đồng hồ thực bên ngoài và ổ cắm là cũng giờ nó đúng như thế rồi, thì các bạn sẽ tiến hành cài cái giờ on off bật tắt mà các bạn muốn muốn bật tắt ở trên cái ổ cắm này ấy, thì các bạn sẽ ấn vào nút power này nhá. Đây, nút power mình chỉ tay này. Ok, đó thì lập tức nó chuyển sang một cái giao diện khác trên màn hình. Đó chính là một cái nút 1 on. Thì cái 1 này tức là cái mục 1. Các bạn cứ ví nha, nó có rất nhiều mục cũng như một cái khung giờ báo thức ấy, nó là khung 1 ấy. Thì bạn khung 1 này các bạn được phép cài được một giờ bật và một giờ tắt. Sau đó khi cài xong rồi các bạn lại chuyển sang mục 2 lại cài được tiếp một cái giờ bật giờ tắt khác. Đó, nó trên ổ cắm này nó cài được rất nhiều khung giờ bật tắt nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ lấy ví dụ trước một cái mục 1 này. Mình sẽ cài giờ bật đi. Mình cài giờ bật là 12 giờ 38 đi. Đó, các bạn lại chọn thứ nhá. Thì trên các bạn ấn vào nút wake này thì cái phần thứ này nó cho phép các bạn chọn từ thứ hai đến thứ bảy luôn, chủ nhật, hoặc là thứ hai, thứ tư, thứ sáu, hoặc là 3, 5, 7 này, hoặc là thứ bảy chủ nhật, hoặc là thứ hai, ba, tư này, 5, 6, 7 này, 4, 5, 6 này. Đó, thì mình sẽ cài cả tuần đi. Đó, sau đó thì mình sẽ ấn sang hour và mình chọn phút. Đó, mình sẽ chọn 12 giờ. Đó, và ấn sang nút min để chọn phút. Bây giờ mình sẽ cài thành 12 giờ bao nhiêu nhỉ? 12 giờ 39 đi, vì đây nó sắp nhảy sang giây mất rồi. Mình sẽ cài 39 cho nó thời gian nó thoải mái nhá. Đó, mình mượn cài 12 giờ 39 là để giờ bật nhá. Sau khi cài giờ bật rồi các bạn lại ấn tiếp nút Proc. Đấy, vẫn là mục 1 nhưng mà nó có chữ off tức là giờ tắt các bạn. Thì là các bạn lại chọn tiếp thứ, thì mình chọn thứ hai đến chủ nhật luôn. Đó, sau đó mình lại chọn hour. Ok. Đó, mình lại chọn 12 giờ. Thì vừa xong mình giờ bật của mình chọn là 12 giờ. Xin lỗi các bạn, mình ấn quá mất. Vừa xong giờ bật của mình cài 12 giờ 39. Thì bây giờ giờ tắt mình sẽ cài lên thành 12 giờ 40. Các bạn nhấn nút min này lại chọn phút. Ok. Thì sau khi như thế rồi, các bạn nếu mà muốn cài tiếp một cái khung giờ bật tắt khác, các bạn lại ấn tiếp nút Proc đấy, nó lại sang cái mục 2 on. Thì các bạn nào mà muốn cài nhiều khung giờ thì cứ cài xong một khung giờ này lại ấn Proc, nó sẽ đưa về cái mục tiếp theo. Thì bây giờ ấy, sau khi như thế này rồi, các bạn sẽ cắm điện, cắm vào ổ điện này. Đó, mình sẽ cắm vào ổ điện. Ok. Rồi, sau đây mình sẽ cắm tiếp cái máy sấy này của mình vào đây. Đó, thì các bạn nhìn vào đây. Cắm được một lúc thì cái giao diện này sẽ tự động nhảy vào cái giờ thực tế này. Đó, thấy chưa? Các bạn thấy cái máy sấy của mình đến 12 giờ 39 nó đã bật tự động bật lên rồi phải không? Thì mình sẽ cứ để cho nó chạy nhá.
các bạn thông cảm nó ồn một tí. Đó, mình sẽ để cho nó chạy một lúc, đến 12:40 nó sẽ tự động nó tắt. Này các bạn, nó đang là 12:39:46 giây à. Ok, đây giờ thực tế này các bạn thấy giờ nó khớp phút nhá, giây thì mình không tính nhá. Đó, đấy các bạn thấy chưa, nó đến đúng 12:40 nó tự động tắt này. Đó, vậy thì đó là cái cách để các bạn cài giờ bật tắt trên cái ổ cắm tự động này. Thì các bạn nào mà muốn dùng cho sạc điện thoại cũng rất là hợp, hoặc là muốn bơm nước tưới lan ấy đó, hoặc là bơm nước tét, hay là rất rất nhiều thứ khác chẳng hạn đó, thì các bạn nên mua cái ổ cắm này, rất tiện dụng đó. Thì bạn nào muốn cài nhiều khung giờ cũng thế, như mình vừa hướng dẫn thì cứ cài xong khung giờ này, ấn Proc này. Đó, đang khung giờ 1 lại ấn tiếp Proc. Vẫn là khung giờ 1 nhá, xong ấn tiếp này. Đó, mình cài xong ấn tiếp. Nó lại nhảy lên đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nó lại là khung giờ tiếp theo. Nó cài được rất nhiều khung giờ bật tắt. Phải nói cái ổ cắm này rất hữu ích. Thì vừa xong mình vừa mới hướng dẫn mọi người và review về cái chiếc ổ cắm bật tắt tự động này. Thì nó với có giá chỉ có trong khoảng 100k thôi. Thì mình thấy là cái sản phẩm này nó rất là hữu dụng cho mọi gia đình và cũng như mọi người trong cái những cái nhu cầu cần thiết. Thì video của mình review về chiếc ổ cắm tự động này đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Xem để subscribe ủng hộ kênh cho mình nhé. Xin chào các bạn.